tên là Kim Chi, cô đến từ Long Biên, Hà Nội. Cô bị thoái hóa đốt sống cổ, bị 6-7 năm rồi. Quay cổ hoặc là gối thì nó đau, khó chịu. Sinh hoạt của cô nào? Sinh hoạt nó cũng gây khó khăn, khi lái xe nó quay nó cũng hơi bị khó. Thì qua tìm hiểu thì cô biết đến viện cấy chỉ của bác sĩ Hùng nên là cô đã đến đây cấy lần này lần thứ hai rồi. Vậy thì trước đây, trước khi biết đến viện thì cô đã sử dụng phương pháp gì chưa? Cô cũng sử dụng nhiều phương pháp rồi nhưng mà cũng không thấy đỡ lắm. Vậy thì sau khi mà cấy chỉ Hà Thành Lân không về thì cô thấy tiến triển như thế nào? Cô thấy cấy lần một thì cũng thấy đỡ được khoảng 40%, 40-50%. Vậy cô thấy cái phương pháp cấy chỉ này thì nó có ưu điểm gì so với những phương pháp mà trước đây cô từng dùng? Cô thấy nó cũng nhẹ nhàng thôi, không cảm giác đau sợ như là đi châm cứu. Nhẹ nhàng thế nó có, thế là cô có cảm nhận thấy nó có tác dụng nhiều trong cuộc sống sinh hoạt của mình ấy. Tôi thấy nó thoải mái, dễ chịu hơn, nó không bị căng cổ, nó không thấy đỡ thấy mỏi hơn. Vâng, đây có một lời muốn gửi đến bác sĩ Hùng, các bác sĩ khác của viện chỉ không? Cô xin gửi lời chân thành cảm ơn tới các bác sĩ và đội ngũ nhân viên ở đây rất nhiệt tình, chu đáo. Bác sĩ thì rất là mát tay, nhẹ nhàng, không cảm giác không sợ và không đau. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy Chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.